Quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC 24.7 Thưa quý vị, để giúp người dân ở trong nước cũng như nước ngoài có những thông tin nhanh chóng về dịch bệnh MERS-CoV, thì mới đây Sở Y tế Hà Nội vừa công bố đường dây nóng để tư vấn phòng chống dịch bằng 3 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Theo đó, để tư vấn phòng chống dịch MERS-CoV bằng tiếng Việt, tiếng Anh người dân có thể gọi vào đường dây nóng 0969082115 và để tư vấn bằng tiếng Hàn Quốc thì người dân gọi vào số 0949396115. Hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Moscovi nhưng có nguy cơ dịch xâm nhập do Việt Nam có giao lưu thương mại và du lịch khá sôi động với Hàn Quốc và các nước Trung Đông. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành truyền thông về nguy cơ dịch MERS cho người nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Yêu cầu những người trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có triệu chứng ho, sốt, viêm đường hô hấp cấp phải báo cho đường dây nóng phòng chống dịch hoặc cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị, trong tuần qua thì chính quyền thành phố Seoul đã bắt đầu dịch đợt xịt thuốc khử trùng tại quán xá, dạp chiếu phim và hàng ngàn điểm công cộng khác nhằm tăng cường kiểm soát dịch mức. Các nhân viên đang xịt khử trùng tại một tiệm cà phê Internet ở Seoul, Hàn Quốc. Toàn bộ các thiết bị vi tính, kể cả phụ kiện, sàn nhà, bàn ghế đều được xịt thuốc khử trùng. Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, chính quyền Seoul tổ chức xịt thuốc khử trùng tại gần 10.000 điểm công cộng tại một số điểm vui chơi giải trí như hoạt động buộc phải dời lại để hạn chế lây lan mers chẳng hạn tại trung tâm Sejong, khu phức hợp biểu diễn nghệ thuật lớn nhất seoul nhiều buổi diễn bị dời lại đến tháng 7. trong hôm 16 tháng 6, bộ trưởng y tế hàn quốc cho biết vừa có thêm 4 ca nhiễm mất, đưa tổng số ca nhiễm tại hàn quốc lên 154 ca trong đó có 19 người thiệt mạng Đúng như dự đoán trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 18 tháng 6 vừa qua thì luật bầu cử mới của chính quyền Hồng Kông đã bị các nhà lập pháp theo đường lối dân chủ bác bỏ với số phiếu phủ quyết chiếm tỷ lệ rất cao. Cuộc bỏ phiếu luật bầu cử mới tại Hồng Kông diễn ra sớm hơn dự định. Đáng chú ý trong số 70 nhà lập pháp được triệu tập thì chỉ có 37 người tham gia bỏ phiếu. Trong đó có tới 28 người bỏ phiếu chống trong khi chỉ có 8 người bỏ phiếu ủng hộ luật bầu cử mới. Nhiều nhà dân chủ đã thể hiện quan điểm của mình bằng cách bỏ phiếu trắng và rời khỏi phòng bỏ phiếu. Các nhà lập pháp theo đường lối dân chủ chỉ trích luật bầu cử mới là dân chủ giả tạo khi hạn chế quyền bầu chọn đặc khu trưởng của người dân Hồng Kông. Theo luật mới, người dân Hồng Kông chỉ có thể bầu chọn đặc khu trưởng từ danh sách các ứng cử viên do chính phủ Trung Quốc đưa ra trước đó. Bên ngoài tòa nhà tổ chức bỏ phiếu, hàng trăm người ủng hộ dân chủ đã tụ tập để kêu gọi các nhà lập pháp lắng nghe tiếng nói của người dân Hồng Kông. Vấn đề bầu cử đặc khu trưởng từng là tâm điểm chầm ngòi cho cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng trời của hàng chục ngàn người dân Hồng Kông. Các chuyên gia lo ngại, đợt phục quyết kỳ này sẽ lại tạo thêm một làn sóng đấu tranh mới tại đặc khu kinh tế này. Cùng với 7 tổ chức tài chính khác, Ngân hàng Trung Quốc BOC sẽ trở thành ngân hàng châu Á đầu tiên tham gia định giá vàng tiêu chuẩn tại thị trường vàng London. Sàng Giao dịch Liên lục địa Intercontinental Exchange, ICE vừa tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BOC đã trở thành ngân hàng châu Á đầu tiên được trực tiếp tham gia định giá vàng tại London. Ông Finbar Hutchison, Chủ tịch của ICE Benmore Administration, cho biết sự tham gia của BOC là một bước đột phá trong việc thẩm định giá vàng. Theo số liệu hiện có, Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Vì vậy, sự tham gia của Trung Quốc sẽ giúp kết nối thị trường vàng trong nước và thị trường của chúng tôi hoạt động tại London. Giá vàng tại London được xem là tiêu chuẩn để cho các doanh nghiệp hay là các nhà đầu tư định giá hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan đến vàng trên toàn cầu. Thưa quý vị, đã một năm kể từ khi giá dầu sụt giảm mạnh cho đến nay dù đã quay đầu tăng giá nhưng nguồn cung dầu vẫn còn quá cao. Diễn biến thị trường dầu một năm qua đã tạo những tác động như thế nào đến kinh tế thế giới? Chúng tôi sẽ có một số phân tích ngay sau đây. Thời điểm này năm ngoái, giá dầu Brent tương lai đạt mức 116 đô la một thùng. Đến tháng 1 năm nay, giá dầu rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm ở mức 45 đô la Mỹ một thùng. Đây là một trong những đợt giảm giá lớn nhất trong lịch sử dầu khí thế giới, đồng thời đã giáng một đòn mạnh vào các hãng khai thác dầu. Mới nhất là hãng dầu khí Statoil của Na Uy đã tuyên bố cắt giảm 1.500 lao động. Tuy nhiên, giá dầu giảm vẫn có những tác động tích cực đến nền kinh tế. Lạm phát đã được kiềm chế ở một số nền kinh tế vì giá dầu giảm, kèm với mức lương tăng. Đây là những yếu tố có lợi cho người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng ở nhiều thành phần của các nền kinh tế phát triển và kể cả những nền kinh tế mới nổi. Hiện giá dầu đã hồi phục gần 1 phần 3. Giá dầu Brent đang ở mức 62 đô la Mỹ một thùng. Vấn đề là sản lượng dầu vẫn còn quá lớn. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ dự báo tình trạng dư cung sẽ còn kéo dài chưa ít nhất là đến năm 2017. Một số chuyên gia đã đặt cược vào nhu cầu năng lượng ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã lên mức cao kỷ lục trong một nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế của chính phủ Trung Quốc. Tuần giao dịch vừa qua là một tuần không mấy suôn sẻ với thị trường chứng khoán châu Á. Xu thế giảm tại sàn Trung Quốc đã khiến cho tâm lý của nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm do tác động tiêu cực từ vấn đề giải quyết nợ của Hy Lạp. Theo đó, vào cuối tuần trước, Ủy ban châu Âu EC cho biết vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung giữa Hy Lạp và các chủ nợ. Cuộc đàm phán vì thế đã thất bại trong việc tìm ra một phương án chung nhằm có thể gia ngưng khoảng 8,1 tỷ đô la hỗ trợ cho Hy Lạp. Xu thế giảm mạnh nhất thuộc về nhóm ngành chứng khoán tại thị trường Trung Quốc, do thông tin về việc các nhà làm chính sách nước này đã khuyến cáo các công ty chứng khoán nên giới hạn tỷ lệ cho vay ký quỹ và bán khống không quá 4 lần vốn thực có của mình. Điểm đáng lưu ý trên thị trường chứng khoán Trung Quốc là bắt đầu từ ngày 17 tháng 6, sẽ có 25 doanh nghiệp đăng ký bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO với tổng giá trị lên đến hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là đợt IPO lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2014 đến nay. Điểm sáng của thị trường chứng khoán châu Á diễn ra vào phiên ngày thứ tư với sự dẫn dắt của các cổ phiếu ngân hàng tại Úc. Khi mà chuyên gia đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffett cho biết, doanh nghiệp của ông đang xem xét mua cổ phần của các tổ chức tín dụng ở quốc gia này. Thị trường kém tích cực khi gần về cuối tuần do tác động từ sự lao dốc của chứng khoán Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích đã cảnh báo rằng trong thời gian qua, cổ phiếu của thị trường nước này đã tăng quá cao so với giá trị thực. Còn chứng khoán châu Âu diễn biến rằng co trong tuần giao dịch vừa qua. Chính vấn đề giải quyết nợ tại Hy Lạp vẫn chưa đạt được tiến triển mới đã khiến cho nhà đầu tư tỏ ra khá dè chừng với thị trường. Cũng tương tự như thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần sau thông tin thất bại về thỏa thuận nợ giữa Hy Lạp với các chủ nợ vào cuối tuần trước. Điều này càng làm dấy lên lo ngại vỡ nợ của quốc gia này. Hàng loạt cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng của Hy Lạp bị bán tháo mạnh. Bên cạnh đó, các cổ phiếu của ngân hàng Ý và Tây Ban Nha cũng có phiên sụt giảm. Mặc dù vậy, đến phiên giao dịch ngày thứ ba, chứng khoán châu Âu đã tăng tốc trở lại với sự hỗ trợ từ các cổ phiếu tại thị trường Đức. Diễn biến này có được là nhờ vào xu thế giảm của đồng euro đã mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Càng về cuối tuần, chứng khoán châu Âu dao động giằng co khi nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những thông tin mới từ quá trình giải quyết nợ của Hy Lạp. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Anh cũng đã đón nhận những thông tin tích cực từ doanh thu bán lẻ tháng 5 tăng 0,2%, góp phần nâng mức tăng của chỉ tiêu này lên 4,6% trong năm tháng đầu năm nay. Riêng chứng khoán Mỹ diễn biến khởi sắc về gần cuối tuần và nhờ vào thông tin liên quan đến cuộc họp tại Cục Dự trữ Liên bang Fed. Trong đó, thì chỉ số Nasdaq đã tăng lên mức điểm cao nhất trong 15 năm qua. Chứng khoán Mỹ bước vào phiên giao dịch đầu tuần chìm trong sắc đỏ, cũng do vấn đề giải quyết nợ của Hy Lạp chưa có tiến triển mới, Ngoài ra, một báo cáo mới còn cho thấy hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Mỹ bất ngờ suy giảm trong tháng 5, cũng đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trở nên tiêu cực hơn. Thị trường chứng khoán đã khởi sắc trở lại sau thông tin từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo đó, cơ quan này vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng với nhiều quyết định liên quan đến việc nâng lãi suất trong năm nay. Điểm đáng chú ý trong tuần là chỉ số Nasdaq đã lần đầu chạm mốc 5.132 điểm vào phiên ngày thứ Năm, đánh dấu mức điểm cao nhất kể từ năm 2000 cho đến nay. Cũng sau thông tin từ Fed, Đồng đô la đã sụt giảm mạnh và chạm xuống mức thấp nhất trong một tháng qua. Hiện tại, nhà đầu tư thế giới vẫn đang theo dõi những diễn biến liên quan đến cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp. Và tiếp nối bản tin sẽ là các thông tin trong nước đáng chú ý sau. Doanh nghiệp cho rằng không dễ để trở thành nhà cung ứng của Samsung. góc nhìn của chuyên gia về báo chí kinh tế Việt Nam hiện nay, nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 10